Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi chiều ngày 10 tháng 9 năm 2023. Bây giờ là 15:30 và em đang có mặt trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc địa phận quận 5 Sài Gòn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em mời quý vị cùng em chúng ta cùng đi dạo một số con đường ở khu vực quận 5 và quận 6 nhé. Đi ngược trở lại là đại lộ Võ Văn Kiệt, còn đi thẳng thì chúng ta sẽ tới khu vực chợ lớn. Con đường Hải Thượng Lãn Ông mà chúng ta đang đi đây là một tuyến đường lớn ở khu vực quận 5. Nó có lịch sử rất lâu đời rồi. Quý vị thấy dọc hai bên đường này vẫn còn rất là nhiều ngôi nhà có kiến trúc cổ. Cho đến ngày hôm nay thì vẫn giữ nguyên nét sinh hoạt truyền thống của cộng đồng người Hoa. Bên phía tay phải có một ngôi nhà cổ. Đây là một ngôi nhà rất là đặc biệt ở khu vực chợ lớn này. Đây là ngôi nhà của một người đã từng nhặt ve chai, không nhà không cửa, một người Hoa sinh sống ở khu vực chợ lớn. Bằng sự thông minh và nhạy bén của mình, ông đã trở thành một trong 4 đại phú gia giàu có bậc nhất Sài Gòn vào thế kỷ thứ 20. Nếu quý vị nhớ thì người Sài Gòn xưa có câu nhất sĩ, nhị phương, tam sườn, tứ họa. Nhưng đối với người dân khu vực chợ lớn thì lại có câu nhất họa, nhị đàm, tam sườn, tứ ích. Nhất họa là chú Họa mà video trước em đã tới quay cho vị xem. Còn nhị đàm tức là ông Quách Đàm. Ngôi nhà mà chúng ta vừa đi qua là ngôi nhà của ông Quách Đàm. Đây chính là nhân vật mà em muốn đề cập đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Nói đến ông Quách Đàm thì không thể nào không nhắc đến chợ Bình Tây. Chiều hôm nay em mời quý vị cùng em chúng ta cùng đi dọc đường Hải Thượng Lãn Ông để đến chợ Bình Tây nhé. Trên đường đi em sẽ kể cho quý vị nghe về giai thoại của ông Quách Đàm. Ông là ông tổ của vùng đất chợ lớn này. Được biết thì chợ lớn hình thành từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, khi mà cộng đồng người Hoa đến định cư, xây dựng nên một cái đô thị rất là sầm uất ở nơi này. Vào thời Pháp thì chợ lớn là một thành phố tách bạch với Sài Gòn trước khi mà hợp nhất vào năm 1956. Ngày nay thì khu vực chợ lớn bao gồm hai quận, quận 5 và quận 6. Trước màn hình quý vị là vòng xoay Phan Đình Phùng. Ngay góc tay trái là bưu điện chợ lớn. Ngay cái vị trí bưu điện chợ lớn này hồi xưa là chợ lớn đúng không ạ? Đường đông quá em không có đứng lại quay cho vị xem được. Em chạy thẳng qua đường Hải Thượng Lãn Ông luôn nha. Nay sắp tới trung thu rồi vậy, nên ở đường này họ bán rất là nhiều đồng đèn, đỏ rực cả một khu phố luôn. Trước đây vào những cái ngày trung thu nè, rồi vào ngày Tết nè, trên cái đoạn đường này vui lắm quý vị. Rất là nhiều nam thanh nữ tú súng xính váy hoa ra đây để mà chụp hình với lồng đèn nè, rồi chụp hình với cây mai, cây đào. Nhưng mà năm nay thì vắng hẳn. Là ngày Tết của trẻ con nhưng mà người lớn cũng ăn theo. Mỗi năm vào ngày này thì trên đường này rất là đông vui. Nhưng mà ngày nay thì người bán nhiều mà người mua thì ít. Hồi xưa thì không có được những cái lồng đèn như thế này đâu. Phần lớn thì lấy những cái thanh tre ra tự làm những cái lồng đèn ông sao. Nhưng mà lúc đó thì vui vị đi khắp phố luôn. Còn bây giờ thì lồng đèn đủ thứ hình dạng hết, rất là đẹp. Nhưng mà trẻ con bây giờ thì nó cũng không còn háo hức ngày trung thu như xưa nữa. Hồi xưa thì lồng đèn thì là đốt bằng đèn cầy đúng không? Nhưng mà nay thì họ thắp điện rồi, không còn bị cháy lồng đèn như hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa tự làm thì chỉ biết làm đèn ngôi sao thôi. Còn bây giờ thì họ làm đủ thứ hình thù, con Doraemon nè, rồi con bướm nè, đủ thứ hình thù rất là đẹp vậy. Nhưng mà cảm giác của trung thu bây giờ thì nó không còn như xưa nữa. Em đi thẳng đường Hải Thượng Lãn Ông để tới chợ Bình Tây. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong chợ luôn để nói về câu chuyện của ông Quách Đàm. Chợ Bình Tây, chợ lớn mới hay còn gọi là chợ Quách Đàm, nằm ở một địa điểm chiếm trọn một khu phố. Chợ được bao quanh bởi 4 con đường. Mặt tiền chợ ngó ra đường Tháp Mười, mặt sau là đường Nguyễn Văn Thành, hai bên hông là đường Ngô Tấn Kế và đường Trần Bình. Bản đồ đô thành Sài Gòn và vùng phụ cận trước năm 1975 đã vẽ rõ khu này với đường Nguyễn Văn Thành chạy song song với đường Bãi Sậy, đường Trần Bình thì song song với đường Chu Văn An. Bên phải màn hình là chợ Bình Tây, ngôi chợ truyền thống lâu đời ở chợ lớn, đã truyền qua rất là nhiều thế hệ rồi mà đến bây giờ thì vẫn nằm trong tâm khảm của người Hoa và cả những người Việt xa xứ. Ngôi chợ này là đầu mối buôn bán từ Nam ra Bắc, và ra cả nước ngoài. Nên nói đến chợ Bình Tây thì ai cũng biết, cũng nhớ và cũng thương. Em đi vào chợ quay trở về xem chợ Bình Tây ngày nay sẽ như thế nào nha. Tại sao chợ Bình Tây luôn làm trong tâm trạng của người Hoa, người Việt và cả những người xa xứ? Chợ Bình Tây và các khu phố xung quanh chợ thì được xây dựng nơi bởi tiền hiến tặng của ông Quách Đàm. Cũng chính vì vậy mà chợ Bình Tây còn có một cái tên gọi khác là chợ Quách Đàm. Chợ Bình Tây, chợ lớn mới hay còn gọi là chợ Quách Đàm, do chính thương nhân người Hoa là Quách Đàm xây dựng nên vào năm 1928. Chợ rộng 25.000 m², kiến trúc hình bát quái gồm 12 cổng. Ở sân giữa có một hoa viên rất là rộng và cũng chính là nơi đặt bức tượng của ông Quách Đàm. Chợ được khởi công xây dựng vào năm 1927, nhưng mà chẳng may vào chính năm này thì ông Quách Đàm qua đời. Việc xây dựng bị dời lại một năm. Đến năm 1928 thì các con của ông đã đứng ra thay ông tiếp tục xây dựng chợ Bình Tây. Đến năm 1930 thì chợ được hoàn thành. Chợ có quy mô lớn, đẹp và đồ sộ hơn chợ Bến Thành. Chợ mới hay còn gọi là chợ Bình Tây xây xong thì rất là khang trang, sạch sẽ, khuôn viên đất rộng lớn nên người dân ở đây gọi là chợ lớn mới. Ngay khi đưa vào hoạt động thì với lợi thế cả đường thủy và đường bộ cùng với kinh nghiệm kinh doanh của các tiểu thương người Việt và người Hoa trong khu chợ này, chợ lớn mới nhanh chóng trở thành một khu kinh doanh rất là sầm uất, là chợ đầu mối bán buôn khắp 5 kỳ lục tỉnh trong nước và cả những nước láng giềng. Cho đến ngày hôm nay luôn thì chợ Bình Tây luôn là một cái chợ đầu mối lớn nhất cả nước các vị. Em mời quý vị cùng em chúng ta đi vào bên trong chợ nha. Chợ có 2 tầng, đây là cái lối lên ở phía tầng trên quý vị. Chợ nằm trong một cái khuôn viên rất là rộng nên ở trong đây thì họ cũng bán theo từng khu vậy. Nếu mà quý vị muốn mua giày dép, túi xách, nón và những dụng cụ đồ bếp, rồi các loại thực phẩm khô, bánh kẹo, bánh mứt, tất cả mọi thứ đều có ở trong khu vực chợ Bình Tây. Đi thẳng vào bên trong luôn, ở khoảng giữa là cái hoa viên, cũng chính là nơi đặt bức tượng của ông Quách Đàm. Chợ rất là rộng và bán nhiều mặt hàng khác nhau á. Nếu mà quý vị không biết thì hỏi bảo vệ nha. Chứ còn nếu mà đi lòng vòng ở trong này để mà tìm một món hàng thì có thể bị lạc luôn ở trong này. Ở khoảng sân giữa cũng chính là hoa viên của chợ Bình Tây, là nơi để bức tượng của ông Quách Đàm, và cũng chính là nơi đây để các tiểu thương và những người đến tham quan có thể tưởng nhớ và thắp cho ông một nén nhang, cảm ơn ông đã tạo nên khu chợ này. Ông Quách Đàm sinh năm 1863 và mất năm 1927. Tên thật của ông là Quách Diệm. Thương hiệu của ông là Thông Hiệp. Theo ghi khắc ở trên bệ đá, ông Quách Đàm là người Triều An, Long Khánh, Triều Châu, Trung Quốc. Ông rời quê hương với hai bàn tay trắng. Thợ ban đầu thì ông làm nghề mua ve chai, lông vịt. Thợ hàng vi thì ông lang thang khắp đầu đường xó chợ, cũng kiếm ra được một ít tiền. Nhưng mà do ở ngoài đường ấy vị, nên kiếm được bao nhiêu thì nhiều lần ông bị những cái tay giang hồ ở chợ, họ móc túi và lấy sạch tiền của ông. Nhưng mà ông không có nản lòng, sau đó vẫn tiếp tục đi làm và kiếm được một ít tiền ấy. Thì ông thuê một cái gian nhà ở trên đường Vũ Đồn. Thời đó là một cái con đường chưa có lắp. Sau đó thì đường đổi tên là đường Khổng Tử, ngày nay chính là đường Hải Thượng Lãn Ông. Khi có được một cái chỗ ở ổn định thì ông mua thêm gia trâu, vi cá và các loại nguyên liệu phế liệu thải. Khi có một số vốn thì ông bắt đầu mua bán lúa gạo, lấy thương hiệu là Thông Hiệp, danh tiếng ở khu vực chợ lớn thời bấy giờ. Sài Gòn thì có rất là nhiều khu chợ bán buôn, nhưng mà lớn nhất thì phải kể đến khu vực chợ lớn. Hồi Đàn Cụ thì chợ lớn là một ngôi chợ nằm ở trung tâm khu vực. Đây là trung tâm bưu điện chợ lớn. Vị trí của chợ lớn xưa thì rất là thuận tiện cho việc buôn bán. Trên bến dưới thuyền, ghe thuyền chở lúa từ miền Tây lên rất là tấp nập suốt ngày đêm. Lúc bấy giờ thì chợ lớn ăn thông với rạch tàu hũ. Phía sau chợ thì người Pháp xây nên một cây cầu, dùng để cho các thương lái ở đây lên xuống gạo. Và cây cầu này cũng được đặt tên là cầu lúa gạo. Chợ lớn năm xưa tuy là một ngôi chợ rất là sầm uất, nhưng mà lại rất là nhỏ hẹp, và kiến trúc chợ thì rất là sập xệ. Sau nhiều lần nâng cấp và sửa chữa chợ lớn cũ thì vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Chính quyền khi ấy thì mới tìm một khu đất khác để mà xây chợ. Ông Quách Đàm lúc này thì quan hệ cũng rất là rộng. Ông đã nghe ngóng được cái tin này, ông liền đến để mà xin dâng miếng đất này cho chính quyền để mà xây chợ. Ông cũng tự nguyện bỏ tiền túi của mình ra để mà xây cất nên ngôi chợ này. Đổi lại thì ông có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là khi chợ hoàn tất thì ông được phép xây những cái dãy nhà phố xung quanh chợ. Yêu cầu thứ hai, ông Quách Đàm xin chính phủ cho ông được phép đặt bức tượng của mình ngay cửa chánh môn. Chính là pho tượng này nè quý vị. Tượng do ông Quách Đàm xuất tiền đúc nặng bằng đồng. Bức tượng này được thuê đúc từ bên Pháp và vận chuyển về Việt Nam. Bức tượng này xưa kia nằm ở ngay cái vị trí mà ở giữa khuôn viên của chợ Bình Tây ấy. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại pho tượng đồng của ông Quách Đàm. Đến năm 1975 thì pho tượng này bị tháo dỡ và sau đó thì được đưa về Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xưa kia nơi này là nhà của chú Hỏa. Bức tượng đồng xưa kia thì nó nằm ở trên trụ cao nhất. Sau khi mà tháo dỡ đi thì ở đây nó không còn cái gì cả, chỉ còn lại một cái lư đồng và một cái tấm ảnh ố vàng. Sau đó thì các tiểu thương ở đây mới góp tiền lại để mà tạc nên một cái bức tượng bán thân của ông Quách Đàm, đặt tại vị trí như bây giờ cho đến ngày hôm nay. Mời quý vị cùng em, chúng ta cùng đi vào trong lòng chợ để xem các tiểu thương chợ đây buôn bán như thế nào nhé. Chợ chia ra rất là nhiều gian và nhiều khu, mỗi khu là bán một cái mặt hàng khác nhau. Cách đây hơn 100 năm rồi mà có một cái khu chợ lớn như thế này thì đến bây giờ nó vẫn là một cái khu chợ lớn nhất ở Sài Gòn rồi, chứ đừng nói đến hồi cách đây 100 năm. Quay trở lại với câu chuyện của ông Quách Đàm. Tại sao từ một thanh niên vô gia cư đi mua ve chai mà lại trở nên giàu có một cách nhanh chóng như vậy? Ông Quách Đàm là người Hoa, mà người Hoa thì ở thời nào cũng vậy vậy, rất là giỏi buôn bán kinh doanh. Tôi nhắn tin mời chị Oanh trở về nhà 1A là nó có việc rồi. Nhắn lại mời chị Oanh trở về nhà 1A là nó có việc rồi. Vừa những năm mà ông thu mua lúa gạo á, thì ông Quách Đàm đã sai người đi khắp các lục tỉnh để mà thu mua lúa gạo, đem về chắc đầy kho chợ lớn. Tất cả số lúa gạo mà ông thu mua được giờ ngày chuyển sang thị trường Tân Gia Ba. Nhưng mà không may cho ông, vào thời điểm này thì ở thị trường Singapore, giá lúa gạo đang bị sụt giảm, không thể thương lượng giá cả với thị trường nước ngoài. Vì vậy số lượng lớn lúa gạo mà ông đang trữ trong kho có nguy cơ lỗ rất là nhiều. Xảy ra một việc lớn như vậy, nhưng mà ông Quách Đàm vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ông lại tiếp tục cho người đi khắp các lục tỉnh, tiếp tục thu mua lúa gạo. Ông không hề mua giá giảm, mà lại tiếp tục mua với giá cao hơn ban đầu. Ông đi lùng sục mua tất cả các lúa gạo của người nông dân với giá cao hơn các thương lái khác. Lúc này lúa gạo ở kho ông trữ ngày một nhiều hơn. Ông âm thầm gửi một bức thư sang đối tác của ông ở Tân Gia Ba, yêu cầu họ đánh một cái bức điện tính khẩn với nội dung thời gian sắp tới thì giá lúa gạo sẽ tăng lên rất là cao. Quả nhiên theo đúng dự đoán, những cái nhà buôn mà cạnh tranh với ông Đàm tuy là có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà cũng không có thoát khỏi cái quỷ kế của ông Quách Đàm. Họ nghe được tin là giá lúa gạo sẽ tăng lên rất là cao nên đi lùng sục mua lại lúa gạo. Nhưng mà lúc này thì ông Quách Đàm đã cao tay mua hết tất cả lúa gạo về kho của mình rồi. Ông âm thầm mở kho lúa gạo của mình ra và bán lại cho các lái buôn. Nhanh chưa? Tôi muốn về sớm luôn á, thiệt á. Tôi thấy trong đó là tôi muốn về sớm á. Ô, thua rồi. Chợ Bình Tây thì nổi tiếng với những cái sạp hàng khô vậy. Ở trong đây thì có rất là nhiều sạp, mà ở trong khu này thì các tiểu thương ở đây trước khi mà đi ra chợ bán thì đều đến tượng của ông Quách Đàm để mà thắp nhang. Sau khi mà bán xong thì cũng ra thắp nhang rồi mới về vậy. Như nãy quý vị thấy, đứng một chút xíu thôi mà cứ người qua kẻ lại, người nào đi ngang thì cũng phải thắp một bát nhang rồi mới đi. Các tiểu thương ở trong chợ này cũng vậy, rất là tôn kính ông Quách Đàm. Em đi một vòng khu bán đồ khô cho quý vị xem nha. Ở đây họ bán đủ hết, tôm khô, rồi cá khô, lạp xưởng. Người Hoa rất là nổi tiếng về những cái mặt hàng này. Đây là chợ đầu mối rồi, nên cái giá ở đây họ bán rất là rẻ, mà không cần phải mua sỉ thôi vậy, mua ít ít họ cũng bán nữa. Chạy đi khoảng 5 phút là nó điện rồi, chết lên lắm rồi. Cá khô thì em thấy giá dao động từ 400 đến 800 ngàn đồng một ký, tùy theo cái size của cô tôm khô vậy. Ở đây em thấy rất là nhiều sạp họ đóng cửa này. Sau đại dịch Covid thì buôn bán nó cũng khó khăn hơn rất là nhiều. Chợ Bình Tây tuy là một cái chợ truyền thống lâu đời, có tiếng lâu rồi, nhưng mà buôn bán cũng rất là khó khăn. Giờ chiều nên thấy các tiểu thương đang ngồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ luôn. Hằng thiệt tình luôn. Ở đây treo đủ thứ loại khô vậy, khô cá sặc rồi khô cá dứa, tôm khô nữa. Ở đây họ chỉ để ít ít thôi, nhưng mà mua bao nhiêu cũng có như vậy, tại họ có một cái kho riêng. Nguyên cả cái nhà lòng này em thấy bán tầm khô đủ thứ các loại khô vậy. 7.000 đâu đâu. Nè, dễ 30 triệu. Vậy hả? Ừ. Ngoài em ơi. Ôi, uổng vậy. Đúng rồi, 60 triệu. Ui chị ơi. Nè nè nè. Coi chị. Không hết các tiểu thương ở trong chợ Bình Tây là những cái tiểu thương lớn tuổi, nên họ biết rất là nhiều câu chuyện về ông Quách Đàm và cũng rất là tôn kính. Không như các chợ khác mà nói thách giá đâu. Ở chợ Bình Tây thì họ nói giá nào bán giá đó thôi vậy. Người Hoa thì bao đời nay vẫn vậy, buôn bán thì họ luôn lấy chữ tín lên làm đầu. lựa cầm 1 triệu. Đây có tôm rồi hả? Đây có tôm khô này. Tôm khô thì nhiều giá lắm, tại vì nó theo size. Ở đây giá dao động từ 600 đến 920 ngàn 1 kg. Các bạn qua chợ Bình Thành vậy, đi mà không mua hay là hỏi han mà không mua thì là bị chửi ngay. Nhưng mà chợ Bình Tây thì lại khác. Chợ người Hoa nên họ cách buôn bán của họ rất là vui vẻ này. Có mua hay không mua gì họ cũng đón tiếp rất là niềm nở. Cái gì thì em không nói, nhưng mà riêng về cái việc buôn bán á, thì người Việt mình phải học hỏi người Hoa rất là nhiều. Đây là con đường bên hông chợ này. Bên hông chợ là những cái dãy phố mà ông Quách Đàm thời đó đã xin chính phủ cho ông xây nên những cái dãy nhà phố này để mà cho thuê. Xung quanh khu vực chợ Bình Tây này còn rất là nhiều cái khu phố cổ, nhà cổ từ thời ông Quách Đàm để lại. Ở chợ nên nó khá là phức tạp. Những cái người đây họ nói là đừng có cầm máy quay đi quay, cũng nhiều người bị giật điện thoại được. Chợ nào cũng vậy đấy, rất là nhiều thành phần thì mình cũng không có lường trước được. Đây cũng là một cái sạp bán khô. Sạp của cô này trưng bày rất là đẹp luôn. Ở đây là sạp Yến Thu. Hồi nãy giờ đi trong chợ em thấy rất là nhiều cái sạp bán khô tên là Yến nha. Yến Nga, Yến Thu, Yến Anh, rồi Yến Ngọc nữa. Hình như là chị em với nhau hay sao. Trở lại câu chuyện của ông Quách Đàm. Ông Quách Đàm lúc này trở thành một thương gia rất là giàu có. Tuy trong việc kinh doanh thì ông rất là nhiều cái mưu mẹo, nhưng mà lại được thương gia rất là kính nể, và kể cả những người lao động nghèo nữa. Ông có một cái hội để mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Nên dù là một thương gia giàu có và lắm mưu mẹo, nhưng mà ông lại được rất là nhiều người kính trọng. Lúc bây giờ ông Quách Đàm là một thương gia giàu có nhất khu chợ lớn. Lúc này ông đứng ra bảo lãnh cho các con nợ nhà băng. Lúc ấy gọi là Đông Dương ngân hàng. Ông Quách Đàm đã làm mọi việc để mà được xây cất chợ Bình Tây này. Nhưng mà ông Quách Đàm không được may mắn nhìn chợ Bình Tây này nó hình thành. Cái năm mà khởi công xây dựng chợ Bình Tây thì cũng là năm ông Quách Đàm ra đi. Sau đó thì các con của ông với thầy cha tiếp tục xây dựng hoàn tất cái chợ Bình Tây này. Sau khi mà chợ lớn mới, tức là chợ Bình Tây này được hoàn tất đó, thì chợ lớn cũ cũng được dẹp bỏ. Rồi ông Quách Đàm không được tận mắt chứng kiến chợ Bình Tây hoàn thành Thế nhưng tin rằng ông Quách Đàm luôn tự hào về công trình mà mình đã tâm huyết để lại. Người đạp xích lô ở khu vực này kể lại thì thấy có một người lớn tuổi quắt xe của ông lại và yêu cầu ông chở đi một vòng khu chợ Bình Tây. Sau khi tham quan chợ Bình Tây thì ông chạy một vòng khu vực chợ lớn cũ. Sau đó thì ông yêu cầu đưa ông về ngôi nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Khi bước xuống thì ông nói là ông không mang theo tiền và yêu cầu bác xích lô là ngày hôm sau quay trở lại. Sáng hôm sau thì bác xích lô quay trở lại ngôi nhà này thì những người trong nhà và kể cả bác xích lô đều rất là ngạc nhiên. Không có ai có hình dáng như bác xích lô mô tả cả. Lúc này thì mọi người tá hỏa ra, đó chính là ông Quách Đàm đã hiện về. Em đi lên tầng trên về cho vị xem nha. Ở đây là cái cầu thang đi lên ấy, nhìn cũng rất là đẹp và rất là cổ kính này. Vào năm 2016 ấy, thì có trùng tu lại chợ Bình Tây này, nhưng mà họ vẫn giữ nguyên cái kiến trúc cũ. Ở tầng trên này thì họ bán quần áo, giày dép, vì những cái loại đồ may sẵn đó vậy. Chợ thiết kế rất là đẹp luôn. 100 năm trước rồi mà có cái kiểu kiến trúc như thế này thì phải nói là cực kỳ đẹp á. Chợ bây giờ cũng không có cái chợ nào mà có thiết kế đẹp như vậy đó vậy. Từ đây có thể nhìn xuống cái hoa viên nơi mà để tượng của ông Quách Đàm. Các tiểu thương ở đây ai khi mà mở sạp ra đều ra ông Quách Đàm để mà thắp nhang cầu cho vung vay bán đắt. Sau khi mà đóng cửa tiệm thì các tiểu thương cũng ra để mà thắp nhang. Em xin phép quý vị được khép lại video ở đây. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Đừng quên nhấn like, subscribe và chuông bên cạnh để chúng ta có cơ hội đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.